mọi người. Hôm nay đúng giờ nha các bạn. Trời ơi. Cháo xiên, cháo xiên. Mọi người đợi mình chút xíu nha. Muốn chạy việc giả nãy giờ sợ. Sợ trễ, đầu cổ nó quá trời thấy ghê. Tuần mới vui vẻ nha. Mọi người muốn nghe bài gì thì các bạn comment lên giùm mớm. Bạn nào mà mới vô thì các bạn comment lên giùm mớm luôn để mớm chào lại nha. Các bạn nghe idol Trung Quốc hát đỡ nha. Xong rồi mớm chọn bài, xong rồi mớm sẽ hát tặng mọi người sau. Cho xin chào anh Trường An, Tuấn Ninh, Đắc Hero, Đạt Thành, nữ nghiệp sĩ Đàm Thịnh, Ngọc Khang, Zezo Quay, Sái, Nam, Lucifer, Trà Laser, Đạt Thành. Cháu xin các bạn mới vô mọi người comment là muốn chào lại nha. Mọi người nghe idol Trung Quốc hát đỡ nha. Chào anh Lucifer, Hồng Hạnh, trời nhiều nữ quá vậy. Nó rất là thích men nữ nha. Hôm nay được chào, làm như tôi tới ngày tôi bơi. Đang nghe một phiên bản cover của idol Trung Quốc. Chào xin chào mọi người, các bạn comment lên để món chào lại nha. Không thôi là mọi người đừng kêu bơ là tôi không có chịu đâu nha. Xin cái áo room 88 show món hả? Ok ok anh Trường An để em xin cho. Tối em nói với bên điều hành mới được. Hiện tại là mỗi idol sẽ có hai giám sát viên, mà hiện tại thì em là đang thiếu nè. Bây giờ mỗi lần mà em lên show là em tự xử không, không có giám sát viên nên ok em sẽ xin áo cho. Mẹ em làm đầu bếp không mà sao tạo ra em đáng yêu vậy? Em đâu phải là món ăn đâu mà anh ví là ba mẹ em giống như đầu bếp. Đó, mặc dù nhìn là cũng ngon thiệt đó, nhưng mà em thấy là em đâu có giống đồ ăn lắm đâu. Không, cũng giống nhìn cái hiện ra nguyên một cái mâm bánh bèo. Báo nhân viên BC3 xin áo giám sát viên xô món hả? Bởi vì anh quen mà anh xin còn nhanh hơn em nữa. Bạn muốn nghe bài gì mọi người ơi? Một xíu nữa. Dạ các bạn mới vô. Mắm chưa có hát bài Chạy Ngay Đi được nha. Thực ra là mắm cũng Sky cũng fan sếp dữ lắm, nhưng mà mắm chưa có nghe được cái bài Chạy Ngay Đi. Lần nào cũng vậy, lần nào mà sếp ra một cái bài mới là mắm phải nghe 180 lần mắm mới nghe được cái lời. Người lạ ơi hả? Racing Girl. Em là Hằng Ni nè chị mắm. À chị biết rồi nè, chào em, chào Hằng Ni nha. Cảm ơn Hằng Ni nha. Trời ơi, bữa nay tặng tôi trà sữa nữa chứ. Các bạn muốn nghe bài gì các bạn comment lên rồi món hát tặng mọi người nhé. Cherry ơi, theo dõi Facebook cách đây 1 năm rồi mà quên hả? À, là theo dõi 1 năm rồi là rồi mới trở lại xong rồi vô xem show mắm lại hả? Giận các bạn hết sức, ngày nào cũng show hết mà mọi người. Bây giờ mớ sẽ tự tìm một bài hát tặng các bạn trước, sau đó các bạn yêu cầu bài gì mọi người comment lên ha.
Để Mắm tìm bài nào dễ dễ thương. Bài gì dễ thương giờ trời? Chắc là chỉ có bài tên là dễ thương luôn ha. Có gì sẽ bị sợ sang. Gửi bài hát mới phải chờ 1.800 năm sau. Chị quên, lên sếp thôi, chị quên tối. Mà gửi link lại cho chị một lần nữa đi, chị bị quên. Bây giờ Món sẽ tìm một bài rap cute dễ thương nè các bạn nha. Tự nhiên quên tên trời. Mọi người đã xíu cho Món định tặng các bạn bài gì các Món quên tên à. Nhớ rồi, nhớ rồi. Ok, bây giờ Món sẽ tự tìm một bài rap cute dễ thương tặng các bạn trước. Nếu mọi người muốn nghe bài gì thì các bạn la làng lên. Tại vì nhiều bài lắm mọi người, nên là nhiều khi nó bị quán. Các bạn phải thông cảm cho Món chứ. Bạn nào còn hoa mọi người, à bạn nào có hoa rồi mọi người lên hoa giùm Món nha. Hôm nay sao mà hoa thấp hơn tim nữa nè. Bình thường là hoa là cao hơn tim luôn á. Em sẽ nói yêu anh vào một lúc. Em lạnh nhạt, em vô tâm và em nhút nhát. Em không sang giàu, em không xa xỉ. Không có bông hồng và trao cho anh bao lời hoa mỹ. Em chỉ ước mình dũng cảm và tự tin hơn xưa. Để bên anh trên đoạn đường cùng đi dưới cơn mưa. Mặc cho nắng gió cô đơn ngày cốn khó. Chỉ cần anh tin vào một ngày mai tình yêu này vốn có. Lâu con tim này chưa biết yêu ai. Kể từ khi anh đến em như lạc vào giấc mơ. Đừng đi đâu em cần hơi ấm từ đôi môi ai. Anh muốn giấc mơ trở thành hiện thực. Tình yêu này còn phôi phai. Anh thật đẹp đôi mắt long lanh nụ cười thêm nắng. Chỉ có anh giúp em ngủ ngon sau những đêm trắng. Em sẽ nói yêu anh vào một lúc khác. Vì em đã nói yêu anh trong từng khúc hát. Anh mà em đã viết lên. Nhưng ngày qua chưa phải em đã biết về anh vừa dâu tình yêu này. Sẽ có ngày nhất định em sẽ bật mí. Anh là nụ cười, là giấc mơ, là người mà em thật quý. Kỷ niệm cùng với anh em sẽ viết nhất vào nhật ký. Chỉ cần anh được vui là em bất chấp không làm anh phật ý. Bài lâu quá mới bị quên lời. Đúng rồi, sao em hay vậy Lazard? Cái gì em cũng biết hết vậy. Có phải ba anh là một tên trộm đẳng cấp? Vì ông đã đánh cắp những vì sao để cắn vào. Nếu cả lần anh đang định thì em cũng chẳng chấp. Khi hùng lỡ sao vào mắt anh thì giờ trái tim đã cắt tên. Sau cơn mưa quá khứ không đều nhưng chút nắng lên. Đôi chỉ chưa yêu chưa nhớ mình đến tức trắng đêm. Vết mực này lắm lem đã cực kỳ đáng thêm. 2-3 năm bây giờ tôi đã quên lại. Vậy mới hay. Số kỳ vậy trời. Quên lời thiệt là các bạn quên mất tiêu luôn à. Không có đường vô lại luôn á. Định tìm đường để vô mà vô được luôn. Tại vì Món quên lời, Món cười cho nó đỡ quên. Ok cùng rồi à, tặng cho nữ hiệp sĩ bài cùng anh à. Tặng các bạn bài cùng anh luôn nha. Thế tự nhiên cái bài hồi nãy á, là đúng ra là Món ít khi nào Món quên lời lắm. Mấy cái bài mà cũng thường hay rap với mấy bạn rap dễ thương đó, nó rất là dễ nhớ mà vẫn quên lời, quá là vô duyên rồi. Chuyện gì cũng quên, chỉ có beauty sale là hay quá vậy Laser. Bởi vì riết là được một cái là đi theo tôi, riết là nói cái gì cũng chuẩn hợp lý. Bây giờ tặng các bạn bài cùng anh nha. Bạn nào còn hay mọi người hay giúp Mắm nha. Xin các bạn làm sao mà hoa của Mắm bữa nay nó thấp hơn tim. Dạo này là công nhận là siêu xe nhiều quá luôn mà. Thấp phương tim là tôi không chịu được. Dạ ok. Cùng may mắn. Phiêu lãng như áng mây trời. Xanh ngát như giấc mơ ta. Và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi. Tháng năm dài. Mình có đôi. Dù là ngày mưa. Hay nắng dài ngày. Vẫn mong cùng người bước qua. Hao năm nay anh sẽ thân đi để chưa lại bên nhau sau mai về đâu. Đêm sau lưng anh một bộ về gọi là nhẹ như bay bay. Xin mời em sẽ thân đi. Để
lời sơ sơ. Cùng anh băng qua muôn trùng cây, cùng anh đi tận cùng trên trời, ôm ấp những giấc mơ dài, đi tới các chốn xa xôi và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi tháng năm dài, mình có đôi, dù là ngày mưa hay nắng dài ngày, mong cùng người bước qua. Năm đây em chưa thân biết bên nhau sau mai về đâu, nếu sau lần này mọi bận bề mọi lo lắng thì như mây bay, xin mời em trở thân đi để những dấu yêu ta không nhạt phai, có anh bên em bình yên ngoài kia bão cũng hát dịu dàng và ấm áp. Chào các bạn mới vô nha, chào anh Chí nha, cảm ơn Đạt Thành nha. Hôm nay chị mệt hả? Đâu có đâu em, chị đâu có mệt đâu. Nắng tay em sẽ hận đi, để chúng là bên nhau sau mai về đâu. Nếu sau lần anh mọi bận bề mọi lo lắng nhẹ như mây bay, xin môi em sẽ hận đi, để dấu yêu ta còn nhạt phai, có anh bên em bình yên ngoài kia bão mưa dịu dàng và ấm áp. Đây là bài cùng anh. Phiên bản hơi bị vấp chút xíu, các bạn thông cảm. Đây chị xinh quá, cảm ơn Thanh Hồ. Các bạn muốn nghe bài gì nữa mọi người? Yêu đương đi, yêu đương đi. Để móng để quên nè. Để móng là vừa tập, để móng nhớ lời luôn. Đây idol hát Hi hay. Móng nghĩ là chắc là hay quá hay sao nè. Cảm ơn bạn. Để mến tặng các bạn lại bài yêu đương nha. Mấy bữa nay do là không có chịu tập á, nên là không có kịp lời. Để hôm nay mến thử ra cho mến ráng cho kịp lời coi. Chào các bạn mới vô room, chúc mọi người tuần mới vui vẻ. Thử liền đi chị. Từ từ nè, để mến mở lời cái nè. Đừng như thói quen. Ok, hết bài này cái mình qua đừng như thói quen luôn nha. Tặng các bạn thì được rồi, nhưng mà nó sẽ hơi bị bể bể vấp vấp chút xíu thì các bạn thông cảm nha. Đó, bây giờ nhiều bài quá, bài mới mà ra quá trời không kịp. Bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành, nếu một ngày đẹp trời liệu anh có muốn lên xe và ra đường cùng em. Không cần make up ấy, cũng chẳng cần phấn hay son, cao hơn mét rưỡi thân gần nửa tà, nhưng mà em vẫn cứ ngon. Mình gặp nhau vào một ngày để gió, chỉ trong lòng vẫn có nặng tâm tư, trên tay anh điếu cần vẫn cháy đỏ, em ngồi cạnh cái đầu khẽ lắc lư. Đôi tầm mắt nhìn cảnh lúc đêm muộn, ngắm những tòa nhà đèn sáng như sao, đêm thì thầm và nghe sóng cuộn, em có thấy lòng mình xôn xao. Anh ơi có cháy, em thấy đám khói ngay đây, tay anh đừng cầm bật lửa mà sẽ đốt tim em cháy to thế này. Mình ở nhau trên con xe nho nhỏ nhưng cũng đủ làm em thấy mênh mông. Qua từng con phố đèn xanh đỏ, một mình em chắc hơi gió đông. Gặp anh sau 2 năm cuộc đời, rồi phải lòng vào cái lần đi chơi. Nhìn anh là biết ưng em lắm rồi, chẳng cần em phải mời. Nhưng ơi, yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Anh mà đã thích thì đừng có lăn tăn, khát là phải uống đông lại phải đắp chăn. Giàu điều kiện chứ chẳng cái nào khó khăn. Chẳng giống như dạng ngân hà, cũng để anh lọc vào mắt em. Rực rỡ như mà trời mùa hạ, cũng đủ để em thơ tất cả đêm. Em vốn là rất hay cười, giờ lại còn biết làm thơ. 1000 một mình cô đơn, 2000 hai mình cô đơn 1000. Thì cho em hỏi giá trái tim, bao nhiêu thì anh bán để em còn biết lần lội mà tìm sang mua. Ngày nắng ngày mưa, giữa trưa hay chiều tối, chỉ cần anh gọi em sẽ qua. Đâu cũng đợi dù gần hay xa, chỉ đến với anh chẳng lo vấp ngã. Em không sợ cả thế giới, chị tội sợ ma. Em không ai biết ham chơi, chị đôi khi hay là cả. Em không phải là ca sĩ, cũng cho anh được ngàn lời ca. Nhau có bao nhiêu ngày dài, cũng vượt cả ngàn chông gai. Đã cầm tay em mình cùng đi nhanh, là chia chuyện ngày mai. Dù có biết sao ngàn rối đến đâu, rồi lỡ mất nhau thật lâu, thì vẫn có em sẽ đến với anh, đưa tay ôm anh thật ngầu. Đợi nhau có bao nhiêu ngày dài, cùng vượt cả ngàn chông gai. Đã cầm tay em mình cùng đi nhanh, là chia đất chuyện ngày mai. Dù có biết sao ngàn rối đến đâu, rồi lỡ mất nhau thật lâu, thì vẫn có em sẽ đến với anh, đưa tay ôm anh thật ngầu. Trời ơi, cũng không
không có bóc lắm đâu đúng không? Cảm ơn Đức nè, lúc nãy bạn nào tặng cà lem cho móng quá trời. Cảm ơn bạn Đức nha, cảm ơn Đạt Thành. Chơi đi, dạo này có hay ra Hà Nội không? Em chưa ra Hà Nội lần nào hết. Chứ không phải là hay ra Hà Nội không, nhưng mà chắc chắn là em sẽ ra Hà Nội trong năm nay. Em hứa với lại mem miền Bắc rồi. Mới nghĩ là chắc là mem miền Bắc chắc cũng không nhiều đâu đúng không? Nhưng mà lỡ hứa rồi nên là sẽ ra trong năm nay. Tại vì hè mới nghe các bạn hù dọa, các bạn hâm dọa là ở ngoài Bắc là hè rất là nóng, nóng hơn cả trong Sài Gòn. Đó, mà mớm chịu nóng không nổi. Không phải chịu nóng không nổi mà mớm chịu nóng không nổi, chịu lạnh cũng không nổi. Nên là bây giờ mớm sẽ lựa cái thời điểm nào mà đẹp nhất ở ngoài Bắc, chắc là mùa thu hả các bạn? Bây giờ mấy bạn ở miền Bắc, các bạn cho mớm cái thời điểm nào mà đẹp nhất trong năm, thời tiết dễ chịu nhất trong năm là mớm sẽ ra. Chứ mớm ra ngoài mớm bệnh, đó, không chơi bời gì được. Fan Bắc này, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Vì sao mớm đẹp vậy? Em cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, nhưng mà em sẽ vote đây là comment hay nhất trong ngày. Miền Trung thì mắm đi rồi, mắm có đi Đà Nẵng rồi, đi Huế rồi, Hội An, Quảng Nam rồi, ở đâu nữa, Nghệ An rồi. Mùa thu nhé mắm. Rồi, bây giờ là sẽ hẹn các bạn vào mùa thu. Năm nay mình sẽ ra Hà Nội. Mắm xấu nhất CG Talk thì có Cổ Động, tôi tặng Cổ Động cho tôi xong rồi dìm hàng, xong rồi dìm như là chưa từng được dìm. Dạ em 93, năm nay em 19 tuổi. Hà Tĩnh hay Vinh đi? Mớm có đi rồi nhưng mà mớm đi còn bé quá, mớm không nhớ lắm. Nhưng mà gần đây nhất thì mớm có đi được Đà Nẵng với lại Hội An, Quảng Nam, Huế. Đó. Còn Vinh với lại Vinh là thành phố của Nghệ An rồi. Hà Tĩnh thì mắm đi hồi nhỏ quá mắm quên rồi. Cái gì xảy ra sau? Mắm đã học tiếng Hà Nội chưa hả? Phải học tiếng Hà Nội mới được nha các bạn. Bây giờ là cái giọng như thế này thì có giọng là giọng Hà Nội chưa? Hay là nó cần và phải là du dương hơn nữa? Du dương và cái gì quên rồi. Và thánh thót hơn nữa. Đã đạt. Trời đất ơi. Ủa bây giờ ừ ha, hôm nay là thứ hai hả? Cảm ơn anh CC. Anh Trường An đã thực hiện lời hứa. Cảm ơn anh. Hôm nay là thứ ngắm nhận được một ly trà sữa từ anh Trường An. Chứ hôm nay mới nhận được hai ly trà sữa luôn á, chứ không phải là một ly nữa. Ly này là của một bạn, bạn cũng một bạn fan, nhưng mà bạn này rất là hay lên công ty, nhưng mà móm không có nói tên, móm giấu tên giùm bạn ý, thì cũng là mem thân thuộc. Hồi nãy móm chạy như là một con điên lên thì bị bạn ấy chặn đường và đưa ly trà sữa. Và sau khi mà lên hát được 20 phút đó thì là được tập kích cho một ly trà sữa thứ hai. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi sung sướng quá, trà sữa ngập mặt tôi. Fan cuồng lên nữa hả chị? Ừ. Hình như chắc là Lê Sếp gặp rồi. Đó, thì thôi một ngày béo ngậy lại ùa về. Mớm cũng rất một chút xíu. Các bạn tối ngày các bạn cứ kêu là hồi đó nhìn cái mặt mớm dễ thương lắm. Mà các bạn lên, mà công nhận các bạn lên YouTube các bạn coi lại mấy cái clip mà của mớm hồi mà còn trẻ đó. Ha, không phải. Năm trước á, cái mặt mớm nó tròn như là cái mặt mâm vậy đó. Bây giờ nó bị ốm lại rồi. Các bạn cứ suối là bây giờ mớm uống trà sữa đi cho nó mập lại, để cho nó dễ thương lại, chứ bây giờ cái mặt bị háp. Đó, bây giờ cho nên bây giờ quyết định là uống bao nhiêu ly? 3 ly trà sữa một ngày. Bây giờ tôi uống cái này trước thôi, cái này nó tan. Đó. Công nhận mớm bơ fan ruột rồi. Đâu có đâu các bạn, nãy giờ mớm vẫn trả lời đàng hoàng mà có bơ đâu. Bây giờ tặng các bạn bài. Khoan để mắm uống trà sữa. Sau đây tôi lại tiếp tục khoe ngày hôm nay. Trà sữa nữa kìa. Cảm ơn Phan Ngọc Khang. Cảm ơn bạn. Xin xin. Tôi lại tiếp tục khoe là hôm nay tôi đã nhận được 10 ly trà sữa trong show, 2 ly trà sữa thực tế. Trời đất ơi. Bữa nay 14 tháng 5
năm 2018. Ok, bây giờ món sẽ thử cái bài Đừng Như Thói Quen. Cảm ơn Phù Du nha, cảm ơn Phù Du. Tự nhiên thích ban điều hành dễ sợ. Dạo này có cái quà trà sữa, thích, dễ sợ thích. Bây giờ món sẽ thử cái bài Đừng Như Thói Quen tặng các bạn, để món giải quyết trà sữa bớt sung sướng. Bài này sung nha các bạn, các bạn đừng có chọc để món điếp nha. Chỉnh âm thanh và tập trung mới hát được bài này. Mắm thích bài này lắm mà giọng của mắm không phù hợp. Đại nha. Anh từng là duy nhất, là cả con trời trong em. Nhưng đến bây giờ em vẫn như vậy, chỉ là cơn mưa quan trọng. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Em cũng rất sợ ta phải xa nhau. Nhưng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên những giấc xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thể phải đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi ca phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Qua đợi sau hát lại. Cái gì mà qua mưa luôn vậy Phù Du? Tôi lấy cái này ra để tôi diễn nè. Cảm ơn anh Trường An đi trà sữa. Em quên rồi. Thôi em đòi nãy giờ rồi. Anh từng lần. Xin lỗi quên lời. Nhớ được cái bài hay mà tôi làm anh hết trơn rồi. Trong em, nhưng đến bây giờ lúc em cần em như không quan tâm. Chỉ cần dành một phút để hỏi em về ngày hôm nay. Sau đến bây giờ em phải mong chờ một điều gian đơn đến thế. Đừng để giác trong đêm cứ thể phải đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi ca phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ. Cười quá thấy không được. Đây là bài Đừng Như Thói Quen, là bài mới đó các bạn. Bài này rất là hay luôn. Món cũng thích bài này rồi. Mà tự nhiên sao Món mà feel the beat, sao mà nó banh chành hết bài hát người ta. Em vẽ mong bên này chỉ là phút giây, có khi mọi người. Cảm ơn Đạt Thành nha. Phiêu quá, thành quá phiêu. Cho tôi chụp một ảnh hình đại diện đi người đẹp. Ok. Chụp lẹ nha, chụp lẹ nha. Mắm tạo dáng mắm mệt mỏi lắm. Rồi chưa, để tôi hát tiếp nè. Xem tất cả thanh xuân đẹp.
đẹo. Chị chẳng những đẹo mà chị còn bị khùng. Tiếp nữa hả? Tiếp vậy, ok. Nó sẽ cái gì tạo dáng thì mình cũng phải gì quên rồi. Mình tạo dáng mình cũng phải có nhạc đàng hoàng. Các bạn đợi món chút xíu nè. Đợi tôi một chút xíu, tôi có nhạc à. Tôi sẽ tạo dáng được cho các bạn chụp hình đúng không? Chụp sao cho đẹp nha, chụp xấu rồi tôi không có chấp nhận đâu đó. Nhạc phải nhạc lên mới tạo dáng được. Dễ thương quá vậy. Đẹp quá. Bạn này là idol à. Bạn này, các bạn có biết cái bạn nữ hay tinh gì không? Gái đẹp nè, thích quá. Phùng Đề Mạc, Phùng Đề Mạc ha, đúng tên không nha, đúng tên không? Fenty More, gì anh? Là tên là tên gì? Tên gì? Tối em ngồi em coi nè. Hình cho nãy giờ món tạo dáng quá là trời luôn. Một hồi mà không có hình đẹp tặng tôi. Tên tiếng Hoa với tên thật. À, Phùng Đề Mạc á anh, ok em nhớ rồi. Tối em sẽ ngồi em coi gái. Tiếp chị ơi. Tôi nói rồi nha, chụp là chụp cho đẹp nha. Chụp xấu là tôi là giận suốt đời luôn á. Show này khỏi hát tạo dáng chụp hình thôi. Ý kiến cũng hay hay là sao? Bây giờ mắm là suy nghĩ như nè. Bây giờ mà ngày nào á các bạn, ngày nào mà mình cũng show hết á, nó chán lắm. Cho nên bây giờ mình sẽ làm chủ đề đi. Ví dụ giờ nè, thứ hai là chủ đề tạo dáng. Là thứ hai vô là chỉ việc ngồi và tạo dáng thôi. Tạo dáng từ đầu đến cuối luôn. Đó. Là thứ hai là cái show tạo dáng. Thứ ba là show gì? Thứ ba là show bolero. Đó là nguyên một show là chỉ hát bolero thôi. Nguyên một show mà hát bolero thì mắm không có bài mắm hát đâu, mắm sẽ hát nhép. Đó rồi. Thứ tư là show gì? Thứ ba tâm sự hả? Thứ bảy đi nữ hiệp. Thứ bảy đi mình hả, tâm sự. Tại vì cuối tuần mà mình sẽ cuối tuần rồi mình vừa là học xong làm xong thì mình tâm trạng mình nó sẽ ổn định để mình tâm sự được. Đó là thứ bảy là mình làm show tâm sự. Chủ nhật là mình làm show là khăn nóng. Chủ nhật là suốt một show là chỉ có vô lau mồ hôi thôi. Tại vì chủ nhật công ty không có máy lạnh, là mình làm show là vô lau mồ hôi hết show. Đó, thứ bảy là show tâm sự mỏng nè. Mình ngược lên nha. Thứ sáu là show rap. Tại vì thứ sáu là quẩy được rồi. Thứ sáu là món thường show tối. Thì tối thứ sáu là mình quẩy được rồi. Thứ sáu là mình làm show rap. Mà rap dạng mấy cái rap mà giật gân á nha. Đó. Còn thứ năm là rap lớp. Thứ tư là nãy thứ tư là cái gì? Mình có hoạch định chiến lược chưa các bạn? Thứ tư là mình cái gì ta? Thứ bảy tuần này chị ớt mà. Ừ không, chị tính vậy thôi. Mình mới có kế hoạch thôi, mình chưa chạy. Xạo quá. Chiến lược tàn xịt. Trời đất ơi, chiến lược tôi hay vậy mà ông nở lòng nào. Ảnh cận cảnh của món full biểu cảm. Nông ca một tấm. Ở đâu anh có vậy anh Trường An? Ở đâu mà anh có vậy? Ôi làng nước ơi, mắm ba phanh ruột. Đâu có đâu bạn Khang nè. Bây giờ comment lại đi rồi mắm trả lời. Chứ mắm đọc đâu có kịp đâu. 246 nhạc vui hả? Rồi chơi luôn. Mắm cho các bạn vote luôn. 246 nhạc vui. 246 nhạc vui này rồi. 357 là nhạc buồn. Đúng rồi ông ơi, ông ghi sai rồi kìa, ông ghi 257.
cũng được, cũng được. Nhưng mà như vậy thì nó không có hợp lý lắm. Là ví dụ như cái bữa đó là hai dính vô thứ hai, cái mình hát nhạc vui không luôn. Nhưng mà trong cái ngày thứ hai đó thì có bạn mới bị thất tình, mới bị mất tiền, rớt ví đó, chẳng hạn. Hoặc là một cái sự cố nào đó diễn ra trong đời, như là vừa đi dấp cục đá té, sưng cái đầu hay gì đó, cái mình toàn hát nhạc vui, cái mấy bạn bỏ mớm, mấy bạn đi luôn, mấy bạn không thèm coi nữa, mà mớm rất là cần mem đó, đâu có được. Ví dụ như bây giờ mình chia là 24/6 là nhạc buồn, 3/5/7 là nhạc vui, em quên lộn, 24/6 là nhạc vui, 3/5/7 là nhạc buồn. Cái bữa thứ hai đó là cái bữa mà mình làm nhạc vui, cái tự nhiên các bạn không, chị nói như thiệt không, chị đang tính là chiến lược mà. Đó, ví dụ như cái bữa thứ hai là cái chương trình nhạc vui, cái mình hát nhạc vui không, cái tự nhiên người ta bữa đó người ta mới vừa chia tay người yêu, không là người ta bị rớt tiền, người ta bị mất tiền, còn không thì người ta chơi ngu, người ta té sưng đầu gối hay là gì đó, cái tự nhiên vô show mớm, xong rồi mớm hát nhạc vui không, cái mấy bạn đó nghỉ follow luôn, là mấy bạn xúi dại đúng không? Mấy bạn xúi dại mớm đúng không? Nói đi hết rồi kìa, không mình đã chuẩn bị, mình hoạch định kế hoạch thôi. Thì mà chuẩn bị mai mốt mớm sẽ mở lại phòng 887, các bạn yên tâm, mớm mớm set up phòng ở nhà rồi. Nhưng mà tại vì mạng còn mạng yếu quá, mạng của nguyên cái nhà mớm ở là xài chung một mạng nên nó yếu quá, không có stream được đó. Rồi mớm nói mạng FPT thôi, Viettel đi, mớm nói mạng Viettel xong rồi mớm sẽ livestream mà 887 lại. Hứa luôn, cái này là hứa thiệt á, này là hứa thiệt. Mớm đổi số điện thoại hả? Ông biết số điện thoại của tôi luôn á hả? Rồi bây giờ các bạn muốn nghe nha, bài gì mọi người comment nha. Chủ nhật cải lương hả? Cũng ý kiến này cũng hay nè, tại chủ nhật nó nóng quá, vô hát cải lương để cho nóng thiệt. Mớm chuyển về nhà like à? À không, nếu mà room 8899 thì mớm vẫn lên công ty. Nhưng mà show 887 á là thường á là những cái giờ mà kiểu mớm rảnh thì mớm mới lên 887, thì mớm sẽ show ở nhà để khỏi mất công mà lên công ty. Với lại làm ở nhà thì mình sẽ lên khuya được một chút xíu nữa, cái gì lên chơi game đồ các thứ. Nói chung là ở nhà chỉ còn thiếu mạng thôi đó, để mắm nói mạng cái đã rồi mới nói mạng riêng mới được. Cái mạng của nguyên cái tòa nhà mắm đang ở thì không có mạnh, không có đủ mạnh. Bây giờ mình sẽ rap nè, các bạn nghe bài gì nữa mọi người? Yêu đương là tôi trả rồi nha, còn bài gì mới nữa không? Vì yêu mà nhớ đi, hôm qua nghe bài hay. À, vì yêu là nhớ, ok, em cũng thích bài này. Với đặc biệt là em thích cái ly trà sữa hơn, cho nên là bữa nay anh yêu cầu đi, em sẽ hát một cách bất chấp luôn. Anh mà yêu cầu cải lương là em hát cải lương luôn, em nói thiệt luôn á. Dạo này là em ba phải lắm. Dạo này em rất là bất chấp. Vì yêu là nhớ hả? Bài này... À, nhớ rồi. Chào chị, chào Nam à, chào các bạn mới vô. Nhà mớm ở Kiên Giang mà. Đâu có, quê ở Kiên Giang thôi, nhưng mà mớm ở Sài Gòn mà. Mớm sống ở Sài Gòn, quê chỉ có ba mẹ rồi ở Kiên Giang thôi. Đọc rap đi, rồi xong bài này sẽ kiếm rap tặng mọi người. Các bạn muốn nghe bài gì mọi người comment nha. Đừng như thói quen mắm mới vừa hát xong, mới vừa làm bể dễ xong luôn. Biết là biết tắt hay sao nghe, khó nghe quá. Đến đây xoa tan giá lành ở tận sâu trong trái tim này. À, từ ly cà phê sớm mai chờ ngày nhẹ trôi, mỗi khi em nhấp môi một nụ hôn khi ta trở về nhau đời mà. Gặp
gỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Thế tình yêu là thế. Nhiều lần buồn bã đã khiến trái tim nghi ngờ. Đừng vội yêu nhau với nhau rồi đi. Thế gian còn nhiều tương tư. Thế nhưng lại chờ mong mỏi ai. Mắm hẹn các bạn khoảng 2 ngày nữa đi rồi mắm sẽ tập thêm nha. Tại hiện tại là mắm cũng là Sky, mắm cũng cài view cho sếp dữ lắm, bữa giờ mà mắm chưa nghe được lời. Mặc dù là việc sốc nó vẫn chạy ào ào nhưng mà mắm không nghe được. Mà ra một cái bài mới là cũng phải nghe mấy lần mới nghe được ổng hát cái gì. Chưa nghe được. Yêu cầu MRR, ok. Tập trung tình hai luôn đi chị. Chị nghe rồi á mà chị cứ quên hoài. Nghe rồi như là một cơn gió thoáng qua xong quên hết. Ok, chung tình hai nè rồi. Ở Lazard em có bài nào em gửi link lại cho chị đi. Link hồi bữa của em nó trôi đi xa lắm luôn rồi. Bây giờ tặng các bạn yêu cầu MRR bằng giọng ba miền đi. Có mấy bài làm hoài chán thiệt chứ. Hy vọng là các bạn không chán. Hy vọng là các bạn nhìn vẫn mặt của móng đỡ chán. What say what say. I think I love you. Hey my boy, it's my world that right.
Em không phải là sách bia viết những chuyện tình lãng mạn. Em không phải là cường núi có những chiếc xe hạng sang. Nhưng em có một trái tim và bây giờ anh lấy mất. Nên bây giờ là em quyết định các cuộc đời này, sợ anh tức. Đừng có hỏi là tại sao càng nghe em nói anh càng nắng. Vì đối với em là cả thế giới, làm sao để đặt lên bàn cân. Nếu mình nói theo kiểu nham nhở thì đối với anh là em chết mê rồi. Đâu cần tới đồ hay đá, chỉ nghĩ tới anh là bắt đầu bê rồi. Nói đó thiệt, rồi em nghĩ em yêu anh chắc luôn. Có thể đọc bài tán tỉnh một cách lưu loát, mình đâu cần nhắc tôi. Không gặp anh buồn như điện thoại bị tắt nguồn. Những yếu tố đó cộng lại khẳng định một điều, em yêu anh chắc luôn nữa. Tầng yêu cơ mơ nó anh, bài nhạc khiến anh té ghế, anh cảm nhận cơ mơ nó xem. Bài nhạc như thì đơn giản nhưng vẫn làm em tốn công hao lực. Nhưng đợt cái với trình lát mỏi tay nhưng đâu có hao mực. I want to say, want to say. Cơ mơ là gì vậy em? Dạ yêu cơ mơ nó rờ là yêu à. Chị móm nhiều rồi. Bài này là sáng tác dành riêng cho em. Thiên đường này không phải là nhưng không cho anh đâu anh ơi. Cái gì cũng chỉ là fake nên em sẽ cho anh đi xa khơi. Mệnh lệ ở mặt của anh cứ như vậy nên cái bắt tới trận nó mặt thất thần dù anh bất cần nhưng không thể thốt được nên lời. Mọi thứ này là xa xỉ khi tình yêu anh cần đến vật chất. Làm sao em leo lên được khi bản thân em đi chân đất. Không phải như người ta luôn cho anh hết tất cả. Từ tiền nhà đến miếng ăn người ta cũng lo cho anh mà. Anh thích được mặc đồ đẹp đi song hành cùng với đại gia. Anh thích làm người nổi tiếng nhưng anh có biết vật chất người ta. Người ta thích còn anh, người ta thích nhìn xem. Người ta thích những ngâm mặt đông về đêm. Oh my god damn. Em không phải là chúa trên trời vì thấy anh như thế em biết thêm lời. Vậy anh một người con trai yêu suốt đời. Nên bao nhiêu đêm trắng lúc em cố gắng nghĩ đến anh. Vượt qua những gì trong quá khứ là một khúc ca. I want to say what I say. I think I love you. Hey my boy, it's my world that trời đất ơi, cái gì mới bị hạ độc. Em đang rap em quay em đọc giúp mình. Cái gì vậy anh? Trời đất ơi. Mỗi tặng anh một cài bông hồng, em trai người ta một đồng tiền lè. Đạp xe ba mặc bộ đồ bộ vô tình để anh kiếm đồng rè. Em nói thiệt là không có nổi mà ăn mì gói 5 ngàn một tô. Thêm chút thích là mừng trượt mồ của anh đôi đè cái tờ 1 đô. Nhưng lời yêu anh rồi em biết làm sao cho đời nhớ. Nghĩ về anh tôi ngủ không được nên hãy con mặt em cứ lơ mơ. Khờ khờ ngu ngu nhưng trái tim em đập nhà mẫu chứ đâu có như mày đưa tay ra cái đầu bị đập cùng bởi làm mau. Nói thiệt là em yêu anh như con nịt nơi yêu ca lép. Như con mèo nơi thịt màng đêm và những cục xương con trở hay thêm. Nếu như anh là Romeo em đây chính là Juliet. Em con nếu mà nói anh là tớ lẽ tại em tình nguyện làm lavabo. Anh muốn nhìn được tạm lại em yêu anh hết mình. Cuộc đời này cũng chạy cũng chưa gần nên thôi kê cơ để cho xin. Nào mình nói anh cần vật chất của nhau mỹ phẩm tốn màu mặc nấu thì ok là để em tìm. Nghe nào cũng mặc cùng nấu ha. Nhìn mắm đọc cho mọi người nghe nè. Là sao anh? Comment nó trôi đi xa lắm rồi. Nãy giờ các bạn nói xấu gì mắm hả? Đây là bài yêu CMNR nha các bạn. Nãy giờ có nhiều bạn hỏi là CMNR là cái gì? Thì mắm sẽ giải thích với các bạn là CMNR là bài là yêu chị mắm nhiều rồi. Các bạn tác giả của bài này là yêu thầm mắm đó. Viết bài này tặng cho tôi. Ly trà sữa đó có tên hay à, anh mua đúng trà sữa không nhỉ? Anh Trường An em quên nữa. Nãy giờ là em tập trung hát quá, em quên em uống nước cái. Đâu? Thì cực. Anh mua sai nữa rồi. Phải mua là Milti mới đúng. Cái này là Tea Latte không? Là sai nữa rồi. Nhỏ lớp trưởng đi mắm. Ok các bạn muốn nghe bài gì thì mọi người cứ la làng lên nha. Mắm đọc comment VIP 15 một lần nữa xem. Là sao? Từ từ nha, bây giờ các bạn nghe bài gì các bạn la làng lên mớm bật cái bài đó trước. Thôi mệt quá, tôi sẽ tự tìm một bài xong rồi tôi mới hỏi tiếp. Bây giờ tôi mệt quá. Anh mua sai nữa rồi. Đúng rồi, anh chỉ cần bước vô trà sữa anh kêu là Milti, là chỉ có 2 chữ thôi. Em ghi Milti luôn nè. Từ từ, mớm hơi bức xúc quá, xin lỗi các bạn.
em uống cũng được, nhưng mà cái chai nó vừa vừa rẻ hơn mà nó vừa ngon hơn nữa. Thấy em ghi chưa? Beauty. Như vậy là đồ, anh chỉ cần bước ra và anh kêu là Beauty, đó là xong. Tại sao là anh order? Mong ghi cái chữ này cho các bạn nè. Chi lên tay không, không order này nè. Đó, sai rồi. Hai cái chữ nó chỉ giống cái chữ chi thôi, nhưng mà nó khác giá. Lầy quá má. Uống rồi, má uống cái latte này rồi. Má vẫn uống được, nhưng mà cái mùi latte là nó có cái giống như là trà xanh cái gì, nó hơi hôi, nó kỳ kỳ. Thì má uống cũng được, má uống cái giống gì cũng được, ở đó miễn trà sữa là uống được. Nhưng mà cái kia nó ngon hơn. Mắm không thích, đúng rồi. Không, Phúc Long là mắm thích. Nhưng mà nếu mà thích nhất á, là cái Beauty, ghi lại nè, ghi lại. Cắt lóc lên nè. Tôi tức quá mà, Beauty, đau rồi. Beauty nè, T nè, đó. Mang qua phòng 1 nhanh nè. Không, em uống được mà. Em uống được bình thường. Để em uống thử đi. Cái này nó có màu xanh xanh, còn cái kia là nó màu nâu nâu. Ghi nhớ lần sau vào úp mặt. Anh kêu là alo. Anh có thấy là cái mic là nó bức xúc cái vụ là latte với lại cái vụ là Beauty luôn, thấy không? Nó bức xúc chứ phải, đâu phải tại mớm đâu. Tại vì cái mít này là nó bức xúc anh Trường An mua nhầm hoài. Mà nó mắc hơn, cái ly này nó mắc hơn 5,000 thì phải. Rồi tôi bơ. Tôi có bơ gì đâu. Với lại tôi cũng đâu có thích ăn bơ đâu. Đó, định tặng bài này cái xong cái làm phân tâm quên luôn. Tặng mọi người bài này nhé. Ủa sao nghĩ chạy. Bức xúc cái vụ Beauty nãy giờ rớt cái mít luôn nè. Uống miếng nước để hạ quả nè. Nếu nếu mà em có thương anh, bạn nào có hoa mọi người lên hoa giùm mắm nha, mắm gần hết giờ nữa rồi, nhanh thế. Đã bao buồn luôn trời mong mà em vẫn chưa chịu trong lòng. Em gái ơi, về quê anh ta vẫn xây tình nồng. Em ơi em ơi, đi về quê anh ta xây tình nồng mênh mông. Nhà anh thì không phải mặt phố, chỉ là biển cả bên hông. Người ở đây thì mặn mà đắm nắng như ngọt ở bên trong. Còn em là hoa vẫn chưa chủ, liệu có bằng lòng hay không? Bằng lòng đi về quê anh đưa em đi xem vườn sắc. Có núi sông, có biển cả, những điều làm em vương mắt. Cứ xuyên đêm bên nồi bánh chưng cùng câu chuyện kể năm xưa, khi anh vẫn là thằng nhóc con thường hỏi bánh đã chín hay chưa. Em ơi, về quê anh đi, về quê anh nơi ruộng đồng bao la. Còn thì bay lả lại ở trên ruộng đồng quê ta, nên yên mình giấu sâu thành một phố con nhộn nhịp và xa hoa. Sao đám đi chơi nhau để sống giữa bồn bè và bồn ba. Về quê anh ngắm biển xanh nắng vàng, cát trắng dây dài như bước em đi bao âu lo chẳng màng. Hàng dừa thì làm bóng và gió đâu cho từng đợt sóng. Về quê anh mình đón xuân này, liệu em có bằng lòng hay không? Nếu mà anh có thương em, dăng sợi tơ là đưa em vào chồng. Nếu nếu mà anh có thương em, mang trầu cau qua thưa chuyện cả. Em gái ơi, đã bao mùa lưu trời bóng mà em vẫn chưa lấy chồng. Em gái ơi, về quê anh ta vẫn say tình. Nhắn cho em cô vợ bé nhỏ sẽ sống với anh trong tương lai. Nhà anh chẳng có gì ngoài điều kiện, anh đang không thương ai. Quê anh có biển, có chiếc tàu đi ngang và ánh trời mọc trong sương mai. Và cuốn nhật ký đời anh đang tìm người viết chương 2. Tết năm nào cũng bị hỏi sao không đưa em về ra mắt. Nhưng em là ai anh chưa tìm được, dù đi từ Nam ra Bắc. Ba mẹ muốn anh có vợ
vợ, bà con dòng họ thì hóng cháu. Vì chú Út đã lên chức ông nội, ba mẹ anh mới nóng máu. Tình yêu của anh đã có tính bằng tiền thì chắc chắn em sẽ là người hốt bạc. Có viên mặn như muối biển, có thể gió coi tàu và những nốt nhạc. Anh không cần em làm con gái mà chỉ cần em làm đàn dâu. Anh xin hứa một điều, tình yêu của anh dài và lâu. Sống không bị ai ghét thì cuộc sống này quá tầm thường. Máu chơi của anh vì ta kỳ thị như thân chân chắc là mình không làm được. Chỉ cần em nên nói với anh là người mà em tầm thương. Thì anh xin hứa một điều là đầu tân anh nếu vợ cầm lương. Nếu nếu mà anh có thương em, răng sợi tơ là đưa em vào chồng. Nếu nếu mà anh có thương em, mang chồng cao ra thưa trình nhà. Em ơi, đã bao một lôi chờ mong mà em vẫn chưa chịu trong chạy. Nó mới vừa nhận được thông báo là Cherry Nguyễn đang biểu diễn tại phòng 88. Bây giờ là 7:54 và còn 5 phút nữa là mắm ốp. Mà Thóc TV thông báo là Cherry Nguyễn đang biểu diễn ở phòng 88. Ước gì chị mắm thế show hả? Trời ơi, vậy luôn hả? Bình thường á là mắm show đến một tiếng cái các bạn kêu là gặp bản mặt mắm quà lại các bạn chán. Đó. Chỉ có em là đòi là chị thế show thôi. Công nhận. Bữa nay là tươi rồi, bữa nay là vừa có là 2 ly trà sữa ngập mặt. Quà trà sữa. Đó, rồi còn được là men thân mời ở lại. Vui quá. Chào em idol, chào anh Thế Bảo nha. Món còn có 5 phút nữa thôi á, mà giờ này thông báo Cherry Nguyễn đang biểu diễn. À mọi người ơi, bây giờ còn mắm gần hết giờ rồi. Thì bạn nào mà chưa có theo dõi Facebook của mắm thì các bạn nhấp dùm mắm ở góc trên bên phải màn hình nha. Nhiều bạn hỏi lắm luôn mà ngày nào mắm cũng chỉ hết mà các bạn hỏi hoài luôn. Thì đây là cái fanpage chính thức, thì mắm sẽ báo lịch ở trên cái fanpage này. Còn Facebook cá nhân thì mắm rất là ít báo lịch. À, nên là được thì các bạn giúp mắm là theo dõi cả hai trang luôn nha. Mắm dùng cả hai trang luôn. Bên Facebook cá nhân thì thường mắm sẽ dùng để livestream, post hình sống ảo đồ các thứ. Còn bên fanpage thì mắm sẽ dùng để báo lịch. Thì fanpage là Cherry Nguyễn, còn Facebook cá nhân là Nguyễn Thị Anh Đào. Hoặc là các bạn có thể là bấm nút theo dõi màu tím ở góc bên phải giùm mắm. Đó, tại vì Thoát TV là lâu lâu nó vui là nó sẽ bắn thông báo để các bạn vô chơi. Nhưng mà mắm nghĩ là chắc dạo này nó cũng vui nhiều. Nên cái gì mọi người nhấp vô dùm mắm cái nút theo dõi nha. Bạn nào có hoa mọi người lên hoa dùm mắm nha. Còn 4 phút nữa hết chờ. Bây giờ mình qua bài gì giờ các bạn? Tặng mọi người bài Ý Em Sao luôn ha. Đang có beat sẵn. Kêu dính chuột. 4 phút tạm được gùi. Thôi bài này hoài không hát bài này. Chán quá. Bây giờ mắm sẽ tặng các bạn một bài remix trước khi mà up show. Nhạc remix nha mọi người. Bữa nay là chơi, dạo này là chơi nhạc remix dữ lắm. Mặc dù là cũng đâm ban. Bây giờ là chuẩn bị up show đây nè. Mắm còn 3 phút nè. Các bạn giúp mắm là thả tim lên đi mọi người. Để nhìn cho nó đẹp chút xíu. Nhìn nó lồng lộn chút xíu. Bye bye cả nhà. Ngày mai mình sẽ gặp lại vào lúc 19 giờ. Gì? Đúng rồi, 19 giờ rung 88 và nguyên một tuần này là mắm đều. Thôi mọi người lên đây kênh này giùm mắm đi các bạn. Lên đây kênh này ngập phòng giùm mắm đi nhìn cho nó đẹp. Tuần này mắm sẽ show liên tục 19 giờ rung 88 từ thứ 2 đến thứ 6. Quá dễ nhớ luôn. Mọi người nhớ vô nha. Lịch quá dễ nhớ luôn, lịch này là không bao giờ bị trừ lương. Tại vì nhớ show để đi. Các bạn thả icon chai vô say ye này giùm mắm nha mọi người. Này nhìn nha. Nhìn cái phòng cho nó lồng lộn lên chút xíu nha. Bye bye trước nha. Cảm ơn các bạn đã vô chơi. Đặc biệt cảm ơn ly trà sữa anh Trường An à. Cảm ơn ly trà sữa của một bạn men dễ thương à. Hết à. Bye bye. Trường một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày xanh bước qua, dưới ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con tim không còn xa bến, con tim không còn theo gió mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Không còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao.
cuộc tình ngọt ngào anh đã cho em, làm trái tim em đổi thay. Niềm hạnh phúc khi em có anh khiến em ngỡ ngàng. Phút giây bên đông người đẹp tình yêu dưới trăng, thắp sáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cành ngầu trao tay đến tay, rộn ràng nghe tiếng hát ngày. Tình này cho anh thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đứng tàn soi tình yêu chúng ta, những ngày sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình anh. Cảm ơn mọi người nha. Xin xin ngày mai mình sẽ gặp lại vào lúc 19 giờ đêm 88. Món hãy show đặc biệt lên đây nè, một phút nữa món off nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tay đâu mà nhiều dữ không nha. Mỗi bạn chỉ có hai bàn tay thôi, mà mấy ông lên gần 10 cái. Cảm ơn bạn Phật nha. Phải không? Phải Phật không? Tên gì đọc đau tim quá. Rồi bạn nào còn hai người lên hai giùm bấm tắt nè. Bây giờ là tôi tắt thiệt nè. Rồi mọi người hãy lại xuống xe đặc biệt nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.